tồn kho gần 3 tỷ đô, liệu doanh nghiệp này có đáng lo? Rất nhiều các báo chí đưa tin rằng Vinhome tồn kho gần 3 tỷ đô và rất nguy hiểm trong cái bối cảnh bất động sản đang khó khăn như vậy. Liệu cái điều đó có chính xác hay không? Thì chúng ta nhìn vào đây có thể thấy rằng tồn kho của Vingroup tính đến cuối năm 2022 là 65.816 tỷ đồng. Tức là nó gấp hơn 2 lần so với cuối năm 2021, tương đương với khoảng gần 3 tỷ đô la. Tuy vậy thì chúng ta cần phải hiểu rõ tồn kho ở đây là gì. Tồn kho ở đây liệu có phải là hàng ế không bán được hay không, đúng không ạ? Thì lúc đó chúng ta mới đánh giá được. Thì để xem được điều đó thì trước tiên chúng ta sẽ xem một khoản mục rất thú vị khác, đó là khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn trong cái phần nợ phải trả. Nợ phải trả thì anh chị có thể nhìn thấy ở đây đó là 62.337 tỷ, tức là nó tăng tới hơn 7 lần so với cuối năm 2021 có 8.865 tỷ thôi. Thì điều này nó giải thích cho thấy rằng cái hàng tồn kho kia là chờ để chuyển giao cho những người mua đã trả tiền trước lên đến gần 3 tỷ đô này, chứ không phải là đó là hàng bán ế. Và để xem chi tiết hơn thì chúng ta hãy cùng xem thuyết minh báo cáo tài chính về cái hàng tồn kho là gì. Thì ở đây thuyết minh báo cáo tài chính hàng tồn kho trong số hơn 65.000 tỷ đồng thì có tới 62.000 tỷ 367 tỷ 798 triệu là bất động sản để bán đang xây dựng anh chị nhá. Rồi tiếp theo cái khoản lớn thứ hai là 2.187 tỷ, đó là kinh doanh dở dàng. Thì ở đây người ta nói rõ chủ yếu bao gồm đó là sử dụng đất, tiền sử dụng đất, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng và phát triển dự án Vinhome Grand Park, dự án Vinhome Smart City, dự án Vinhome Ocean Park, dự án Vinhome Ocean Park 2, The Empire, dự án Vinhome Ocean Park 3, The Crown và các dự án khác. Thì điều này cho thấy rằng đây chính là những cái sản phẩm về bất động sản mà tập đoàn Vingroup nói chung và Vinhome nói riêng là đang xây dựng để chờ chuyển giao cho khách. Những người đã trả tiền trước cho Vinhome, đã mua rồi, đó chính là người mua trả tiền trước ngắn hạn 62.000 tỷ đây. Điều này nó càng cho thấy rằng nó hứa hẹn năm 2023 tiếp tục là một năm sẽ bàn giao nhiều nhà và ghi nhận nhiều doanh thu và lợi nhuận, chứ không phải là rủi ro tồn kho ứ đọng mà không bán được hàng. Hai điều đó hoàn toàn khác nhau. Và khi đọc báo cáo tài chính hay phân tích mỗi con số người ta đưa ra thì quý vị hãy nhìn vào bản chất để vấn đề để có thể đánh giá một cách chính xác và hiệu quả.